Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 9 tháng 9 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào tối ngày 18 tháng 7 năm 2024, nhóm thanh niên đều trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, gồm Nguyễn Minh Tê sinh năm 2007, Trần Đình Hát sinh năm 2008, Phạm Tiến Tê sinh năm 2007, Vũ Đức Mờ sinh năm 2007, Nguyễn Quang C sinh năm 2007, Nguyễn Trung Đê sinh năm 2007, Nguyễn Tiến Tê sinh năm 2008, Lương Xuân Hát sinh năm 2007, Lê Minh Đê sinh năm 2007, Đinh Tiến Mờ sinh năm 2007, Nguyễn Thiện P sinh năm 2007, Nguyễn Văn Quy sinh năm 2006, Tạ Duy Đê sinh năm 2009 đi trên 6 xe mô tô, mang theo 4 kiếm tự chế và nhiều vỏ chai bia, di chuyển trên nhiều tuyến đường với mục đích nếu gặp nhóm thanh niên nào trên đường thì sẽ đuổi đánh nhóm đó. Các đối tượng điều khiển xe mô tô di chuyển với tốc độ cao. Đến khu vực huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, nhóm thanh niên trên đã chửi bới ném vỏ bia vào các nhóm thanh niên gặp trên đường, trong đó có nhóm 6 nam thanh niên ở Hưng Yên di chuyển ngược chiều trên 3 xe mô tô. Thấy 6 thanh niên ở Hưng Yên bỏ chạy thì nhóm đối tượng quay xe và đuổi theo. Đến một quán cà phê ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên thì nhóm thanh niên Hưng Yên chạy vào quán. Nhóm thanh niên ở huyện Hưng Hà tiếp tục di chuyển đến khu vực cầu đậu xã Tam Đa, huyện Phù Cử, sau đó chửi bới, ném vỏ bia vào một nhóm thanh niên ở phía bên kia sông. Từ ngày 18 tháng 7 năm 2024, bọn em đi từ thị trấn Hưng Hà sang bên tỉnh Hưng Yên, huyện Phù Cử, bọn em gặp 3 nhóm, bọn em đã chửi bới đắp bia và sau đó bọn em chửi bới đắp bia xong bọn em đi về theo hướng cầu La Tiến ạ. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Cử đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh điều tra để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng. Căn cứ các tài liệu vật chứng thu thập được, Cơ quan Điều tra đã triệu tập các đối tượng có liên quan lên làm việc, đồng thời tiến hành tạm giữ phương tiện của các đối tượng để xử lý theo quy định. Tại Cơ quan Điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Sau khi xác minh, phân loại đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Cử đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Phù Cử, đội điều tra tổng hợp tiến hành xác minh làm rõ nội dung vụ việc, tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan lên làm việc. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra gặp một số vấn đề khó khăn như thời gian xảy ra vụ việc vào ban đêm nên là ít người chứng kiến, ít người qua lại. Thứ hai là các đối tượng di chuyển trên nhiều tuyến đường và gây mâu thuẫn với cả nhiều nhóm thanh niên khác. Thứ ba là các đối tượng cư trú ở nhiều địa phương khác nhau nên là gây ra khó khăn trong quá trình xác minh làm rõ. Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cử đã tiến hành xác minh làm rõ tất cả các đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Cử đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô 200 tỷ đồng có tàng trữ súng và đạn. Ngày 9 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Công an bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây này gồm Phạm Văn Vĩnh sinh năm 1992, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Văn Quang sinh năm 1985, trú ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Dương Vũ Hồ Em sinh năm 1990, trú ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Tấn sinh năm 1987, trú ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Quốc Cường sinh năm 1979, trú ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về các hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trước đó, Phạm Văn Vĩnh liên hệ một đối tượng ở nước ngoài không rõ lai lịch lấy tài khoản cá cược Master DGD 20F với hạn mức tín dụng 200.000 điểm
và tài khoản cá độ bóng đá Sport với hạn mức tín dụng 100.000 điểm từ Dương Hồ Vũ Em để tổ chức cá cược bóng đá. Từ tài khoản này, Vĩnh chia nhỏ thành 11 tài khoản đại lý cấp dưới rồi giao cho Quang, Cường, Tấn quản lý để tổ chức cho các đại lý cấp thấp hơn, các con bạc tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham gia cá cược. Các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi thông qua website cá cược 2bóng.com và các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Viber để trao đổi liên lạc. Với thủ đoạn hoạt động trên, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trích xuất dữ liệu điện tử, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch là trên 200 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn của Phạm Văn Vĩnh, 9 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 12 triệu đồng tiền mặt, hơn 7.000 trang tài liệu và một số đồ vật có liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã di lý các đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh về Công an tỉnh Quảng Nam, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục đấu tranh mở rộng các đối tượng có liên quan. Trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, vấn đề được nhiều người quan tâm là quyền lợi chính đáng của 35.824 người bị hại sẽ được giải quyết như thế nào khi bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị tuyên phạt hình phạt cao nhất. Ngày 19 tháng 9 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Kết quả điều tra cho thấy bà Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chỉ đạo cấp dưới phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại các công ty nêu trên không đúng quy định của pháp luật để chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 người bị hại. Bị cáo Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và chịu trách nhiệm trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng hình thức sử dụng toàn bộ tiền tài sản mà bà Lan đã bị kê biên phong tỏa, ngăn chặn, thu giữ và toàn bộ các khoản tiền, tài sản mà Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên các cá nhân tổ chức phải trả lại hoặc bồi thường cho bà Lan để ưu tiên thanh toán nợ và lãi trái phiếu cho các trái chủ. Bên cạnh đó, bà Lan cũng mong muốn các cá nhân tổ chức có liên quan đến việc sử dụng tiền huy động trái phiếu phải cùng có trách nhiệm với bị cáo để đảm bảo việc trả hết tiền cho người dân. Nếu như ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan bị cho là không thành khẩn khai báo, thì tại giai đoạn 2, bà Lan được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá là có chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục một phần hậu quả bồi thường thiệt hại cho trái chủ. Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên mức án chung là tử hình về các tội đưa hối lộ, tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước khi diễn ra phiên tòa ngày 19 tháng 9 tới đây, vấn đề được nhiều người quan tâm là quyền lợi chính đáng của những nhà đầu tư trái phiếu bị chiếm đoạt tài sản sẽ được giải quyết như thế nào khi bị cáo Lan bị áp dụng hình phạt cao nhất. Kết luận điều tra và cáo trạng đã chỉ ra rằng có rất nhiều tài sản của bà Lan hoặc có liên quan đến bà Lan bị kê biên, phong tỏa với giá trị quy đổi là hơn 12.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên các bất động sản khác có giá trị rất lớn của bị cáo Lan và những người có liên quan, cũng như phong tỏa, ngăn chặn giao dịch, số tiền nằm trong tài khoản của các bị cáo và những người khác. Bản án sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 cũng buộc nhiều cá nhân tổ chức có nghĩa vụ phải nộp lại hoặc hoàn trả cho bị cáo Lan tiền mặt và giá trị tài sản cộng khoảng 21.000 tỷ đồng. Cũng theo bản án sơ thẩm này, các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án ở giai đoạn 1 và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo, ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó còn có những hàng trăm tỷ đồng được gia đình bà Lan cùng tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp để khắc phục thay cho bị cáo.
Như vậy, những người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 hoàn toàn có thể hy vọng về việc được đền bù thiệt hại. Được biết, các cơ quan tố tụng đã và đang phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt với những cơ quan có thẩm quyền khác để thu hồi triệt để tài sản của bị cáo nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.